Được hỏi khi nào cưới, Thanh Sơn Khả Ngân có phản ứng gây chú ý. Khán giả mong ngóng từng ngày chờ thuyền Ngân Sơn cập bến. Thanh Sơn Khả Ngân là bộ đôi được đông đảo khán giả để thuyền trong suốt thời gian qua. Không chỉ thành đôi trong phim, người hâm mộ còn mong chứng kiến một cái kết happy ending của Thanh Sơn Khả Ngân ngoài đời. Không còn giữ khoảng cách như trước, thời gian gần đây cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Sự đẹp đôi của Thanh Sơn Khả Ngân chiếm spotlight thảm đỏ ra mắt phim không còn giữ khoảng cách như trước. Thời gian gần đây, cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, có những tương tác tình bể bệnh khiến dân tình có niềm tin đẩy thuyền mãnh liệt hơn. Mới đây, cả hai cùng sánh đôi trong sự kiện ra mắt phim Người vợ cuối cùng. Sự đẹp đôi của Thanh Sơn Khả Ngân chiếm spotlight thảm đỏ ra mắt phim đứng chung khung hình ai cũng công nhận khả ngân thanh sơn có tướng phu thê và cực xứng đôi khi được khán giả hỏi ngoại em rất thích hai người thành đôi hai người khi nào cưới vậy thanh sơn im lặng cười trừ nhìn về phía khả ngân tỏ ra ngượng ngùng đến lượt khả ngân nữ diễn viên ngỡ ngàng khi bị hỏi bất ngờ chuyện riêng tư cô liên tục đánh lạc hướng sang chủ đề khác khi bị gài hỏi cùng tẹp đính kèm thanh sơn thanh sơn khả ngân là bộ đôi được đông đảo khán giả để thuyền trong suốt thời gian qua không chỉ thành đôi trong phim, người hâm mộ còn mong chứng kiến một cái kết happy ending của Thanh Sơn khả ngân ngoài đời. Dù được người hâm mộ mong là một cặp đôi yêu nhau ngoài đời thật sau nhiều phim đóng chung, nhưng cả hai diễn viên vẫn giữ im lặng, không khẳng định cũng không phủ nhận tin đồn yêu nhau. Mặc dù không lên tiếng công khai tình cảm, nhưng cặp đôi liên tục có những hành động thể hiện tình trong như đã mặt ngoài còn e dù được người hâm mộ mong là một cặp đôi yêu nhau ngoài đời thật sau nhiều phim đóng chung nhưng cả hai diễn viên vẫn giữ im lặng không khẳng định cũng không phủ nhận tin đồn yêu nhau mặc dù không lên tiếng công khai tình cảm nhưng cặp đôi liên tục có những hành động thể hiện tình trong như đã mặt ngoài còn e không chỉ đẹp đôi trong phim mà ngoài đời, ai cũng công nhận cặp này cực xứng đôi. Không còn giữ khoảng cách, Thanh Sơn Khả Ngân liên tục có màn chemistry đầy ngọt ngào khiến dân tình đẩy thuyền không ngớ. Đáng chú ý, khi được người quen đẩy thuyền tại sự kiện, Thanh Sơn và Khả Ngân đã có phản ứng gây bất ngờ, đồng thời lại một lần nữa làm dấy lên tin đồn phim giả tình thật. Cụ thể, khi được hỏi đến sự kiện lần này với ai? Thanh Sơn đã ngại ngùng quay ra nhìn Khả Ngân và gọi cô vào đứng cạnh mình. Khả Ngân sau đó cũng tỏ ra bẽn lẻn, sánh vai bên người tình tin đồn, cùng nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.